Vào sáng ngày 20 tháng 11 năm 2023, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông tổ chức phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tại tỉnh Đắk Nông. Các đại biểu được phổ biến về tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở nước ta hiện nay, quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, một số quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Đồng thời, các đại biểu cũng tham gia trao đổi Giải pháp thắc mắc về các chính sách, pháp luật, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Trên cơ sở đó, các chức sắc chức việc, nhà tu hành, tín đồ hiểu và thực hiện tốt hơn các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật.